Kể từ đầu năm cho tới nay, thì bên cạnh các nhóm công nghệ, các cổ phiếu của ngành hàng không cũng có những diễn biến tích cực. Theo cập nhật mới nhất của FinTrade, ngành hàng không đang dẫn đầu toàn thị trường chứng khoán về mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ trong quý 1 năm 2024 với mức tăng là 1.962,7%. Dẫn đầu phải kể đến Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, mã chứng khoán là ACV, và cổ phiếu này ghi nhận mức tăng 82% lên mức 121.200 đồng một cổ phiếu. Giá trị thị trường của doanh nghiệp này đã tăng gần 120.000 tỷ đồng để vượt cột mốc 10 tỷ đô la Mỹ vốn hóa. Cũng không kém phần ấn tượng, có thể kể đến cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines khi ghi nhận mức tăng 130%, đạt 28.950 đồng một cổ phiếu, và đây cũng là mức giá cao nhất trong vòng 2 năm của HVN. Giá trị thị trường của Vietnam Airlines cũng ghi mức tăng lên 37.000 tỷ đồng, lên hơn 64.000 tỷ đồng. Một số cổ phiếu như là SAS hay là SCS cũng ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số kể từ đầu năm. Và theo các chuyên gia thì có 4 lý do dẫn tới sự tăng vọt của cổ phiếu nhóm ngành hàng không. Cụ thể là giá dầu kỳ vọng duy trì ổn định, nhu cầu du lịch và vận chuyển hàng hóa tăng, tăng trần vé máy bay nội địa, triển vọng dài hạn nhờ sân bay Long Thành.